Xin chào các bạn, hôm nay chị em mình nấu món ốc nấu chuối đậu. Cái món này thì là món đặc trưng của miền Bắc. Và nhà mình là người Bắc nên là cũng rất là thích cái món này. Chuối mua về thì mình sẽ bóc vỏ. Nó là bóc vỏ chứ gọi là tước vỏ đó các bạn. Và tước bỏ vỏ này đi. Có một số nơi thì người ta sẽ để cả vỏ, nhưng mà nhà mình thì không có thích ăn cái sự giòn cứng của vỏ nên là mình bỏ đi. Cắt khúc và ngâm vào nước chanh muối để chuối nó không bị thâm. Rồi mình cắt đậu. Đậu này nếu mà đáng lẽ là hôm nay không phải cắt và chiên như vậy đâu, nhưng mà Hằng lại quên mất là mua đậu miếng. Bình thường thì mình mua cái đậu mà chiên sẵn từng miếng luôn. Thịt bữa nay đã cũng mua nạc nữa. Dạo này Hằng ăn uống hơi bị heo thì sợ mập đó các bạn, nên là khi nào cũng mua thịt rất là nạc. Ốc thì chị em mình dùng ốc đông lạnh đó các bạn, do là mua ốc về mà ngâm rồi đợi nó nhã rồi hơi lâu quá, nên là mình mua luôn một khay ốc ở trong siêu thị luôn. Về thì mình rửa lại rồi bóp muối nhiều lần. Thịt thì mình để lên để tao cho nó có ra cái mỡ các bạn, và nó cháy cạnh thì nó sẽ thơm ngon hơn. Nhưng mà vì cái mỡ này nó quá là ít đi, các bạn thấy không, dính hết vào chảo rồi. Đây, nó chỉ ra được một rất là ít mỡ thôi. Thì dùng để chiên đậu. Chiên đậu thì phải thêm dầu các bạn ạ, tại vì hàng mua thịt nẹt quá mà. Đây, đậu mình chiên cho cái cạnh nó vàng đi là được. Cái món này là đậu phải chiên, đối với mình là đậu phải chiên vài vàng các cạnh thì phải ngon. Và phải phi thật nhiều là hành và tỏi, cho nó thơm nức cái nhà lên thì mới xào ốc, xào thịt được. Cái cách nấu này là cách nấu của nhà mình xưa giờ các bạn nha. Ở một số nơi thì người ta sẽ nấu, có một số vùng thì mọi người sẽ nấu theo kiểu khác, tùy theo khẩu vị của nhà. Sau này thì mình nên tập lồng tiếng cho clip. Kiểu ngồi nói một mình thôi nhưng mà cảm giác cũng rất là run luôn các bạn, nên có thể là nói sẽ không hay, thì có gì các bạn bỏ qua cho mình nhé. Với món này thì nhà mình không có nêm đường, chỉ nêm hạt nêm, bột ngọt, mẻ và mắm tôm thôi. Có thêm một chút xíu tiêu nữa. Cái khúc này là nó bắt đầu thơm nước nở rồi các bạn nha, thơm nước mũi luôn rồi. Nhưng mà mình vẫn còn ở đoạn sau để nấu rất là dài nữa. Bây giờ là bắt đầu cho chuối vô nè. Chuối thì sau khi là ngâm rồi mình sẽ rửa lại và cho vào, cho thêm một chút là bột nghệ nữa. Nghệ thì làm cho cái màu nó đẹp và nó thơm hơn. Rồi mình xào lên. Mình thấy có một số người bán thì người ta lại nấu chuối này riêng, nấu ốc riêng, nấu thịt riêng, sau đó là có cái nước nữa. Nói chung là nấu riêng hết rồi chia phần lại để đủ một phần là khối lượng bao nhiêu đó. Còn đây là mình nấu nhà ăn nên mình nấu chung hết tất cả luôn. Cái chuối này thì đặc biệt là phải có thêm mẻ các bạn nha, mẻ mắm tôm. Ốc nấu chuối đậu là phải có mẻ mắm tôm thì nó mới cái dậy cái mùi thơm được. Giờ là cứ để nấu cho nó mềm, khi nào chuối mà nó mềm nhừ ra là ăn là ngon rồi các bạn. Có một số nơi thì người ta sẽ giã nhuyễn cái chuối này ra rồi mới cho vào, nhưng mà mình thì không, nhà mình thì không thích ăn như vậy. Nhà mình là chia thành hai trường phái nha. Hằng thì thích ăn nguyên miếng và không được nhiều quá, còn mình thì chứ mình là dân Bắc chính gốc nên chắc là phải giã ra nữa. Nhưng mà thôi, cũng chị mà các bạn, chị khi nào phải nhường cho mấy đứa em hết các bạn. Mọi người cũng hỏi là sao chị em mình lâu rồi không quay clip, thì Hằng nó phải đi dạy ở trường rồi cũng bận rộn đủ thứ hết, nên là không có cái thời gian nào để hai chị em có thể cùng ngồi lại rồi quay cùng nhau ăn hết. Mỗi bữa ăn của mình chỉ kéo dài cả 10-15 phút thôi, nên là bây giờ bọn mình chỉ quay nấu nướng các món ăn cho gia đình cho các bạn xem thôi. Hy vọng là mọi người vẫn là yêu thích chị em mình, vẫn ủng hộ và coi kênh của chị em mình. Đây, bây giờ là chuối đã nấu chín rồi nè, chuối đậu, ốc nấu chuối đậu đã nấu chín rồi, nó ngon lắm, thơm mềm. Trời, giờ ngồi edit lại clip mà nước miếng vẫn tuôn trào. Đó, cho thêm tí rau lên trên. Món này là đặc biệt phải là nhiều rau thơm các bạn nha. Giờ thì mời cả nhà cùng ăn cơm với chị em mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người.